Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai của đấu giữa chim sẻ nắng và game thủ cam quýt. Yes. Chạy thôi. 3-1 trong trận đấu đầu thì chim sẻ vẫn là hit team. Trận này ở gần góc 3 giờ. Vâng, đây là bãi quả đầu của em. Để anh cùng chờ xem bãi quả mấy cây. Tăng speed. Vâng, gần bãi đá rồi. Bãi quả xấu xấu đi tí cho chim sẻ cũng chết trận cho nào. Đúng rồi. Vâng, bãi quả đôi thì chim sẻ nắng luôn. Trời ơi. Vâng, quả đôi, một bên 5 cây, bên 1 cây. Nói nhiều quá, nói một lần thôi. Ok à? Sao nào lại cấm chat ông Việt Thu VN này? Vâng, bãi quả đôi rồi chim sẻ đi ăn. Vâng, vậy là có voi và có hiêu thì nó sẽ. Trận này thì rừng ở gần rồi. Vâng, hai cánh rừng ốp quanh nhà chim sẻ nắng và đang câu voi về. Như vậy đấy, anh em trên khung chat và đang khá vui khi mà support Thủy Linh. Vâng, có vẻ như hôm nay chị hơi nhạy cảm. Tôi thấy hôm nay chị Linh hơi nhạy cảm. Vâng, hôm nay làm gì, hôm nay anh em công ty đang vui mà làm gì nhạy cảm quá vậy đại ca. Vâng, đã ban thì phải ban vĩnh viễn luôn chứ ban chat làm cái gì, ban cả tài khoản luôn đấy. Vâng, bắt đầu 5 con thì sẽ đưa về quả phụ đôi voi mắc bêu. 3 voi nhá. Và dãy cùng chờ xem. Vâng, như vậy là hai quả phụ sẽ trận này, bãi quả phụ ở giữa hai cái rừng thì hơi xấu. Vâng, bạn không biết thì support Thủy Linh là một người cực kỳ đại gia. Vâng, Vương. Người nhiều tiền đấy các bạn. Vâng, chị vừa đi Thái Lan về. Bây giờ thì nhìn chị, các bạn nên nhìn với một ánh mắt khác đi. Vâng, người nhiều tiền người ta khác bọt lắm. Vâng, vừa đi Thái Lan về. Cảm giác như là tôi đang thấy chị Linh tăng cân hơn rất là nhiều sau khi đi Thái. Đấy là nhìn theo cảm nhận của tôi, còn cân thực thì không biết là có tăng hay không. Theo cảm nhận của tôi thì Thủy Linh đang tăng cân. Cảm giác vòng nào nó ra vòng đấy luôn. Đừng hỏi vì sao. Và con voi thứ hai được sẽ đưa về với nhà chính cho mình và bắt đầu cắt dân ra để có thể khai thác bãi quả phụ. Và bài đấu đồ ăn là nhiều đấy. Nhưng mà rừng phải quay ra bên ngoài. Và người vượng nhất game TV. Ơ, 4 voi này. Bịp. Cái chấm đen nhỏ nhỏ thôi nhưng 4 voi. Quả đầu hơi xấu cho xe. Trận này sẽ phải đánh tầm 27 dân. 27 dân. Ra vẫn đang tiếp tục với câu chuyện của support Thủy Linh. Người vượng nhất game TV. Chị vừa đi Thái về vừa đáp chuyến bay bằng VG bao nhiêu đó về đến Việt Nam. Thì ngày mai chị sẽ lại tiếp tục bay vào Nha Trang. Chị này chỉ ăn với đi du lịch thôi. Và thỉnh thoảng vào game TV cấm chat một số thanh niên manh động. Mỗi thế thôi, công việc nhẹ nhàng, lương cao. Anh em nên hết sức cẩn thận với Thủy Linh. Và những tình huống chat chít nhạy cảm là ăn xúc ngay. Nên anh em phải chat thật sự là tế nhị. Và né những từ ngữ nhạy cảm ra. Giống như kiểu là nâng ngực hay là những kiểu phẫu thuật thẩm mỹ là anh em nên phải né né dần đi. Chứ không là tôi cũng bị ban chat đấy. 27 dân sẽ đúng như ý đồ của tôi. Còn voi thứ tư được đưa về nhà chính. Vâng, bây giờ bà nhạy cảm và đổi tại tôi nhạy cảm nên mới bị ban chat.
Hay. Đây là BB, chim sẻ nhắm sẽ là BM ở đây luôn. Soi timeline. BM, BB. Và đây là BA. Đang thiếu gỗ, rồi đóng được rồi. Như vậy là đời sớm hơn cam quýt một chút xíu. Quýt đánh 26 dân nhưng lại lên đời muộn hơn sẻ. Không thể quýt chiến dân trong trận thiếu này. Hay quá nhờ. Vẫn kích đời. Cuối 10 đầu 11. Nâng cấp chặt gỗ em mê. Rồi nâng cấp chặt gỗ. Và cho anh em lại bây giờ lại quay sang chửi mình. Rõ ràng support Thủy Linh nhiều tiền thì không chửi, thì cứ đi chửi người ít tiền. Chả lẽ người nghèo lại khổ mãi sao? Vào BS thứ 3 nó sẽ những cái rừng mặt đẹp nó quay ra bên ngoài, có mỗi cái rừng thông nó quay vào bên trong nhà chính thôi. Nhưng mà rừng trước BS đầu sẽ được BA bảo kê và sẽ vẫn đang muốn ăn hoa trên bãi quả này nữa. Chơi được. Vâng, 3 dần ăn bãi quả này. Có bãi quả bên dưới thì sẽ là già ruộng. Vâng, tôi vẫn nhớ như in câu nói của support Tiểu Linh trong buổi chiều ngày hôm qua sau khi chị đi Thái về. Vâng, cảm giác mấy ngày đi Thái không gặp anh em mà như là cả năm rồi. Nhớ anh em quá, vào ban tạm với anh em, xúc miệng buổi sáng sớm. Vâng, vào ban hai anh em chat nhạy cảm trên khung chat cái vào sáng giờ chưa xúc miệng ai đâu đấy nhá. Vào phát xúc miệng hai bé. Vâng, 28/32 sẽ đóng 4 BA rồi. Chúng ta sẽ tập trung vào trận thiếu này. Nãy giờ phân tích về từ nhạy cảm của Thùy Linh là hơi nhiều. Vâng, ra thêm ruộng. Bốn BA thì nó sẽ ở trận thiếu này thôi. Gỗ của em là không quá nhiều. Đang xây thêm E để có thể cơ cấu mặt từ 12 giờ xuống nhà mình kín mít. Và 4 BA xong đều. Vâng, các bạn có thể thấy là bây giờ thì chúng ta phân tích một hồi thì chị đã chát nhiều hơn rồi. Có vẻ như là đỡ nhạy cảm hơn. Vâng, sẽ xong luôn turn 2. Quýt cũng lên đời muộn hơn sẽ một chút xíu. Rồi như vậy vẽ một cái ruộng rất xấu, sẽ đang thiếu gỗ nên không đen nó đi. Kệ đó. Làm việc đi em mày. Và bắt đầu lao xuống góc 7 giờ xem có nhà cam quýt ở đây không. Trận này thì mình nghĩ quýt ở tầm 9:30-10 giờ cơ. Lật lên hướng 12 giờ một chút xíu. Chứ không thể ở đây được. Vâng, tơn 2 đều kéo xẻ và tơn 2 đứng thủ. Tơn đầu đẩy đi một dân cắt ra đào vàng luôn. Trận này sẽ muốn đua phát triển với quýt rồi. Đánh 4A và nâng cấp trận của ai sớm. Sau đó sẽ là ăn nhiều trâu gỗ đóng BC. Nâng cấp đầu máu. Và mới là đấu quân để kết thúc trận đấu với cam quýt. Và các bạn thấy quân sẽ là đứng thủ toàn tập này. Chỉ có đúng tơn đầu tiên bốn con đẩy đi tìm nhà quýt thôi. Quýt này đời muộn hơn một quýt 12 giờ rồi. Vâng, đây là nhà cam quýt. Giò lỗi đôi voi. Vâng, tôi có thấy đôi voi ở gần nhà BE này. Nhưng quýt không ăn thì chắc chắn là giò lỗi rồi. BB bo mặt này thì kiểu gì ông cũng phải giò ở đây thì ông mới bo BB. Mà lại không thấy đôi voi một câu về. Hay đồ ăn nhiều quá, đồ ăn nhiều quá thì cũng không đúng. Đồ ăn nhiều quá thì quýt phải lên đời lâu rồi. Và đây là nhà BE cam quýt dường như đang kéo quân bên trong thủ. Và sẽ bắt đầu nhồng lên và sẽ bị bắt bốn con cung đờ này. Nhưng sẽ đổi lại được những con đồng dân của cam quýt. Rồi, quýt không để ý trong tơn này. Vâng, tơn tiếp theo quýt nở ra nhưng dần quýt đang chạy nhông kẹn trên bản đồ. Trong cái tơn đầu của sẻ mới chỉ chết một con. Mới chết một con thì thủ chim sẻ nắng một quýt nằm xuống gần chục con đồng dân của mình ở bãi gỗ. Và tiếp tục một bãi gỗ nữa cầm quýt chơi vào. Hỏng rồi. Vâng, tơn tiếp theo của quýt cũng đang bị súng. Các bạn có thể thấy nâng cấp chặt của ai đến cái thủ chim sẻ nắng. Một tơn đi quân quá ảo diệu trên sẻ. Người ta gọi là Dương Đông Kích Tây. Vâng, điệu hổ Ly Sơn. Người ta gọi là điệu hổ Ly Sơn. Thế bây giờ đang bị vẩy em bắt quân này thì điệu hổ Ly Sơn với chúng tôi. Vâng, điệu hổ Ly Sơn. Vâng, không chạy nhanh là bị xích hết cả đám lại bây giờ. Vâng, như vậy là thoát được cái xe tham lai sóng xịch. Vâng, 4 BA. Vâng, ra thêm hai cái ruộng nữa. Úi trời ơi, gần chục con nông dân đứng chơi tại nhà chính. Vâng, vừa điều cũng rồi mà hơi mất tay, anh em thông cảm. Vâng, 59/68. Vâng, bây giờ chuyển sang thế đứng thủ rồi. Sẻ về thế cho tay vào trong quần rồi đấy. Và lại là quýt lao lên đây và bị xúc ngay. Đúng là vào tư thế của người nhiều tiền. Vâng, cho tay vào trong quần đấy em ơi. Vâng, đóng BC cho sẻ. Chưa được. Vâng, cho hai dân đóng BC dần đi thôi.
Và như vậy là các bạn đang muốn xin Facebook của support Thùy Linh thì các bạn có thể vào Facebook và bạn gõ facebook.com/ fanpage Hải Majo là thấy Facebook của Thùy Linh ngay. Các bạn có vào đấy gõ như thế, gõ đúng như mình vừa đọc ấy là thấy. Và đây là BC thì nó sẽ 76-80 thế, cho tay quân để tăng BA đều. Ô không, bị công vào mặt này mà tao đi quân ảo thì cam quýt. Tao này đi ảo mình sẽ chết ngay 3 dân. Vâng, đưa quân về cứu nhà cũng hơi khó khăn thì phải đi qua bãi quả này. Vâng, quýt lao thẳng vào ruộng chính. Ồ, tao đi quân phải nói là hiệu quả không kém gì ông xẻ luôn. Vâng, tao này sẽ đưa quân về cứu thì quân của quýt sẽ lại xô vào nhà BA của chim sẻ nào. Nhưng sẻ vẫn rất tỉnh, đã có quân đứng chặn bên ngoài. Chưa thấy quýt xô vào mặt kia. Vâng, tao đi công vào đúng ruộng chính của chim sẻ, rất đau các bạn thấy là tất cả ruộng của sẻ đã bị chơi vào. Tham lai đang mít đánh cho chim sẻ nắng. Sau tuần này thì em sẽ phải cơ cấu lại một chút và làm chậm cái tiến độ nâng cấp đầu máu của mình đi. Hơi mất tay và đang phải lấy dân để vụt cung gờ đối phương. Vẫn còn 4 cung gờ đang bắn trong nhà, quá khó chịu. Rồi 68-80, mặt từ 9 giờ xuống thì khó bò lắm, chỉ có thể là đứng quân đứng kê thôi, đứng quân ở đó mà kê thôi, để kê được hơi khoai. Em lại là vẫn kích luôn đầu vào với xe, quyết định không ra quân vội để bắt nốt tuần này. Bắt được khá nhiều quân, cắm quyết trong nhà và thêm một nhà chính mới có thể ra ruộng dành cho chim sẻ nắng, do lượng gỗ đang nhiều. Em bị đánh vào ruộng nhưng bị đánh vào gỗ. Và như vậy là quyết vừa mới kéo lại một chút cơ hội cho mình trong trận thiếu này. Và sẽ soi tham nhưng kích trượt. Và quyết bắt đầu công lên với một tên to và đánh đúng vào mặt từ 9 giờ xuống. Đi quân như kiểu ngày mai anh không chơi cùng giờ nữa vậy. Đi quân anh cứ thế cắm đầu anh đi, không đứng lại bắn nhau. Mặc dù gặp quân đối phương, một quân đối phương đang bắn anh như đập bị rồi. Và tên đi quân lỗi và quyết lại quay đầu về. Một chán. Đi quân như kiểu em thôi không đánh chế nữa hay sao không biết. 66-96. Và lại có một tên nữa đi móc ở hướng 12 giờ xuống. Nhiều tay mà. Nào vào đây. Vâng, 7-2E đối xẻ. Rồi. Rồi tên 7E này xịt. Vẫn định 7E. Vâng, tên răng lưới đến đối xẻ nhưng không thành công. Và bị lọt nhà. Bây giờ mặt gỗ ở nhà BA sẽ bị chơi vào. Vâng, quýt bây giờ lại móc máy khỏe thế. Vâng, tiếp tục bị chơi vào ruộng chính. Và lượng thực của xẻ các bạn có thể thấy là bắt đầu không còn nữa rồi. Lượng thực đang là rất yếu cho xẻ. Bảy mươi trên 112. Cho người đứng ra bên ngoài nào. Nhà xấu, anh em thông cảm. Vâng, như vậy là đang bị công từ trong góc 3 giờ đứng sau rừng và bắn vào. Và ông Quýt ông đòi Ken này lao vào nhà xẻ nữa. Sẽ đang đưa quân ra để bắt tên này của Quýt. Chú ý đi quân em ơi. Đây rồi, gặp quân của Quýt. Quýt không để ý trong tên này và đang phải nằm xuống khá nhiều cung đờ của mình. Sẽ đang bung nhà chính và phát triển rất mắc bình. Nhưng quan trọng là lượng ruộng của sẻ. Lượng ruộng của sẻ đang là chưa đủ. Em đã gần nghìn gỗ rồi. Gần 1.000 gỗ nhưng ruộng thì cũng có bao nhiêu. Và tiếp tục bị công vào. Quýt trận này đánh hay quá. Quýt trận này đánh quá hay. Nhưng quan trọng là có thắng được không thôi. Tám mươi bốn trên 112. Tham lai và cân đánh thoải mái nhá, chơi đây anh em ơi. Và một cung giờ mà đứng xong rừng nó móc mệt với quýt quá rồi đấy. Và sẻ chắc cũng cay rồi. Và đang cho đại quân mình đi công lên nhà cam quýt. Thôi gặp ngay quân đối phương quay đầu. Và xong dần ở nhà chính và ra lại ruộng đi em này. Khổ lắm luôn ý. Và quýt vẩy e để bắt quân sẻ nhưng không thành công. Tam lai là gần 1 lít dành cho người cầm hitty. Nhiệm vụ chim sẻ nào bây giờ thì đầu máu đã lên rồi. Chắc chắn là khỏe hơn cùng với AC. Lượng quân của sẻ thì tôi đang thấy là yếu hơn và lượng lực của sẻ chưa được bền. Và quyết định nổ lên nhưng chưa được. Sau những tuần tiếp theo thì lượng thực của sẻ sẽ khỏe. Bây giờ đang ra lại dần để cơ cấu lại ruộng, cơ cấu lại lực ruộng một tơn.
và gỗ lúc nào cũng 600 gần nghìn, nhưng thực thì không đủ. Và tuần này quýt công lên to này, và bắt quần của quýt thôi. Ơ cẩn thận, xô thẳng vào nhà các em ơi. Ô vâng, như vậy quýt lại lao thẳng vào nhà xẻ. Con tin từ đầu qua men, còn lại bị đánh vào ruộng tập nữa. Không biết là đây là tập thứ bao nhiêu ông trẻ ông bị đánh vào ruộng trận đấu này rồi. Thôi lấy dân vào một đi em ơi. Bốn con vừa chui vào trong đấy thì đang quýt và nó nằm xuống rồi. Và quýt lại công lên mặt này, ông này nhiều tay, trận này tự nhiên lại khỏe thế không biết. Ăn nhầm gì sao đánh khỏe thật. Hơn 30 phút trong game rồi. Móc máy ít thôi. Và đấu quân thì không đấu chi, ăn đi móc vào ruộng người ta. Khó chịu thật. Và các bạn nhìn thấy ruộng của ông trẻ, đội ruộng cái nhà chính nhìn chán đời. May là ông này hay cơ cấu cái kiểu là mỗi chỗ một phần ruộng, chứ không thì cũng chết sấp mặt rồi. Và bò nhà từ xa, tiền đạo đánh chặn. Và bây giờ lại phải cơ cấu lại ruộng, rất mất tay. Rừng cũng đã bắt đầu xấu rồi, đang giải quân ở khắp nơi đấy xe. Và quýt 65 dân cho nó mát. Xẻ 50 dân, quýt 65 dân. Đấy, ông chơi tôi đi. Ông tưởng mình ông biết đua phát triển à. Đây rồi, bắt đầu thời quýt đi quân. Và sư tử đã dồn theo quân của quýt. Và lại bị công vào mặt này. Ai dào ôi. Và mà đang sắp trông quân đấy xẻ. Ông đem BS ra, dàn quân ra bên mặt này đứng thủ. Nào, ông quýt vào đây. Giăng sẵn lưới ra rồi đấy. Rồi, nhưng mà quýt vào thật luôn này. Rất đông quân của Cam Quýt đang ốp vào mặt này, các bạn có thể thấy đây phải là tầm rượu ba kích. Và sẽ ông tơn lao lên nhà Cam Quýt. Để nó tự tin là lượng quân nhà thoải mái thủ và đùa. Thôi Quýt ơi, và đùa. Tao xin về đấy Quýt ạ. Và nhất định là nó phải giúp vào trong này nó chơi. Nó mới chịu. Và sẽ vẫn chưa lao vào được nhà Cam Quýt, bây giờ em bắt đầu lao tơn quân của mình vào. Và nó đang đấu quân bên ngoài khu nhà đây à. Và đây rồi. Quýt phải kéo quân về và Quýt bắt đầu chạy ruộng chính. Đây, lần đầu tiên trận thiếu này tôi thấy Quýt phải chạy ruộng chính. Còn xẻ thì chạy thì không biết bao nhiêu lần nữa rồi đây. Bây giờ lại phải bắt quân đã. Phải đấu quân bên ngoài và phải cho quân đi móc máy nhà đối phương. Lắm tay quá nữa. 108 trên 140. Quân của xẻ là rất nhiều. Rồi lại chạy ra mà lại phải cơ cấu lại ruộng. Lại bị lao vào mặt bãi quả phụ. Thốn đừng hỏi vì sao luôn. Làm gì mà không thôn. Rồi bây giờ ông sẽ làm gì để giải quyết trận đấu này đây. Tôi thấy lượng quân của sẻ đang nhiều hơn Cam Quýt. Thời điểm này thì tôi đang thấy rằng sẻ vẫn có nhiều quân hơn Cam Quýt, nhưng quan trọng là em phải đi móc máy hiệu quả những cái tên kia. Những tên đi móc máy bên nhà Cam Quýt nó phải hiệu quả hơn. Sẻ đấu quân bắt được quá nhiều quân của Quýt rồi. Quýt đi móc dân của sẻ và chết nhiều quân. Đây vẫn còn hai quân ở chỗ này nữa. Timeline vẫn cần. Tham vẫn cứ cần thôi. Nãy sẻ xoay tham thì tôi thấy Quýt 65 dân, sẽ 50. Ôi giời, giấu được một kích cung rồi trong nhà Cam Quýt tươi luôn rồi. Và đợi một lúc nữa nào, Quýt công tơ này lên sẽ đưa tơn kia vào ruộng chính của Cam Quýt nào em ơi. Đấu quân nào. Rồi, cho nó vào đi. Quá chuẩn bài, không phải khốn nạn lắm. 113, 140, thôi Quýt giật lùi rồi em ơi. Giật lùi vẫn cứ thả vào ruộng chính, được chưa? Vâng, pha 7E đi sẻ, chạy đi em ơi. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Bây giờ Quýt lại công vào ruộng này và lại công lên mặt này nữa. Quá nhiều mặt trận bị công vào. Hôm nay sẽ vẫn đang giữ được một số hơn lít. Và Quýt không thể nào mà lao lên cái mặt khu vực này được. Và sẻ đang lao lên mặt nhà bia của Cam Quýt. Tên này muốn chơi tới đến đấy thì sẻ rồi. Tất tay rồi đấy. Xong. Và tên tất tay đấy với thủ chim sẻ nào. Quýt bắt đầu phải rút lui. Đầu bóc máy trong nhà Cam Quýt vẫn còn cùng giờ. Điều điều đi một tí là Quýt sẽ tự chảy nước ra thôi. Chúng ta chuẩn bị con nước Quýt ép. Và đứng đốt dãy bè kia không. Và 112 trên 140. Rồi lại phải vẽ lại ruộng. Rất là đau đầu. Rồi bắt đầu đứng đốt e của Quýt. Trong nhà Quýt vẫn còn một cung đường móc máy ruộng chính. Các bạn thấy ông trẻ này chơi quá lầy. Chắc chắn là Quýt có bãi gỗ ở khu vực góc 3 giờ, à, góc 9 giờ rồi. Còn một bãi gỗ của Quýt trong góc 9 giờ nữa. Và anh cũng có 3 giờ đã bị sẻ bắn vào. Tỷ số sẽ là 1-0 trong trận đấu thứ hai để cho cái thủ chim sẻ như nào. Thì đối đầu với cái thủ Cam Quýt. Trận này chúng ta thắng rồi. Cam Quýt được thua. Và trận đầu sẻ có rất nhiều lợi thế. Nhưng được hơn chục dần Cam Quýt. Cam Quýt có đi một công quân nào vào giữa chính của sẻ. Để cho sẻ bất lực. Bây giờ thì sẻ bắt đầu ốp lên nhà đối phương. Đây,
108, 107, giảm liên tục. Đối phương đã đứng trên dốc. Ở đây mặt nhà BA nó về nghe vẻ ốp và dễ hơn này. Đang thêm hai đứa xẻ. Quýt vẽ gần chục cái nhà BA, tầm 67 dần nữa. Quýt và tham lái bắt đầu vòng lên này nó xẻ. Quýt trông giật ô. What? Vâng, the hell, ông đi đường nào vào đây Quýt. Vâng, thôi tới đây không ốp được là xẻ thua này. Vâng, mất nguyên tất cả những khoảnh ruộng của mình. Tân Thi Quân phải nói là vâng, quên sầu đi đến từ game thủ Cam Quýt. Vâng, Tân quên sầu đi. 93/140 là chia sẻ nhà. Vâng, Tân quên sầu đi đến từ Quýt. Đừng hỏi vì sao cậu lại khỏe đến vậy. Vâng, bắn sạch ruộng của xẻ luôn. Hết ruộng luôn ạ. Siêu siêu thốn. Vâng, tuần này mà xẻ đấu quân mà không ăn được, không giết chết Cam Quýt trong tuần này thì nó là thua đấy. Vâng, Quýt đang còn đang đi bắt quân của xẻ này. Quýt cái có bay gỗ ở góc 9 giờ mà. Vâng, dí lên thôi. Hôm nay vẫn đang là 95/140 để thủ chia sẻ nhà. Vâng, đây là bãi gỗ Quýt bị trôi vào. Bắt tuần này để có thể cân lại tham lai nào. Quýt đang mang quần ra thủ mặt này và xẻ lại thiết bị lao lên nhà BA đối phương. Người Quýt tôi đang thấy không có quá nhiều quần. Quýt đang đi vòng từ phía sau để bắt quần của xẻ. Và đốt hết em mặt này và lao vào không. Ở nhà lại còn cháy ruộng nữa, tôi thề xin luôn đấy. Vâng, đang bị đánh vào ruộng nhiều thì chớ bây giờ lại còn cháy nữa. Đấu quần, Quýt chết quá nhiều dần. Tham lai, và xẻ đè vòng lên luôn. Trong tuần Quýt đè thì bây giờ xẻ lại đè ngược. Chắc chắn có bãi gỗ trong góc 9 giờ luôn. Trong nhà Quýt làm gì còn rừng đẹp nữa đâu. Hai vẫn ở số 1 lít. Đây. Bãi gỗ góc 9 giờ của Quýt dần là rất nhiều. Dí vào mà bắn đi em. Còn lại đây có số hơn lít. Ông Quýt lại đòi đi móc. Quýt móc khỏe. Chỉ ăn với móc thôi. Và đứng một tầng quần ở đây đến từ chim sẻ nhàng. Vẫn chưa lao vào ruộng chính của Quýt vội vàng. Cứ đứng đây thôi. Và cũng không thấy Quýt công vào nhà sẻ. Đây rồi, sẽ bắt đầu lao vào dụng chính Cam Quýt. Lượng quân của Cam Quýt đứng ở nhà BA là rất nhiều. Hôm nay 11, nói chung là trận này vẫn sẽ thắng nhưng mà sẽ. Mặc dù sau tân vừa rồi thì tôi hơi giật mình bất thình lình. Không, trận này cũng quá nhiều tình huống giật mình bất thình lình rồi. Ông Quýt ông đi quân ảm rượu quá. Vâng, tôi bắt đầu thấy Quýt mòn men lên nhà sẻ của nhà BA rồi đánh từ góc 9 giờ xuống nhà sẻ đây. Vâng, 4-5 cung ngờ gì đấy không đáng ngại. Bây giờ thì Quýt hết dân làm thực rồi. Và dần gỗ Quýt cũng bị chơi vào quá rát. Tỷ số đã mở cho tuyển thủ chim sẻ nắng trong trận đấu thứ hai 1-0. Không cửa thua trận này, tham lai lên một số lít 2 rồi. Bây giờ thì mình nghĩ rằng tham lai đang đè tầm 6-4 thì sẽ. Đúng đây bắt quần Quýt thôi. Quýt kéo quần để bắt quần thì sẻ nhưng không được. Trong nhà Quýt cũng không lớp quá cao. Trận này bị xinh hết rồi. Nhưng mà ông Quýt làm ruộng đâu nhỉ? Sẻ đứng quần bắt quần của Quýt, Quýt nè. Và gần 1 tiếng trong game rồi hai em ơi. Chơi hay nghỉ bảo câu biết đường ai. Lẩy đánh nhau lâu thế, mãi không xong. Vâng, lại du giấu một tuần cùng giờ trên góc 12 giờ để mình gửi chim sẻ nào. Và 93/140. Ông đánh thế gây dây này. Sợ thật. Và Quýt gõ 1. Tỷ số là 1-0 để chim sẻ nào trong trận đấu thứ hai. Một trận đấu mà ra là mất khá nhiều thời gian mới có thể kết thúc được. Các bạn vui lòng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai này.